thưa quý vị, được biết rằng Ban Bí thư của Cộng sản Việt Nam yêu cầu phải ngăn chặn các thế lực thù địch gây nhiễu loạn tư tưởng người dân. Tin từ Việt Nam. Với mục tiêu là biến người dân Việt Nam thành những cỗ máy chỉ biết nghe lời nhà cầm quyền Cộng sản và xem những hành động khai dân trí cho người dân Việt là thế lực thù địch. Nên nhiều năm qua, nhà cầm quyền Cộng sản vẫn luôn tìm mọi cách để dập tắt mọi tiếng nói trái chiều. Quyết tâm này một lần nữa đã được ông Trần Quốc Vượng, Thường trực Ban Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam tuyên bố trên báo Thanh Niên vào ngày 11 tháng 10 năm 2020 tại cuộc gặp mặt tuyên dương điển hình dân vận khéo toàn quốc ở Hà Nội. Ông Vượng nói, không để cho các thế lực thù địch gây ảnh hưởng đến tư tưởng dân chúng, chống phá nhà cầm quyền, gây ra sự thay đổi trong xã hội. Và để ngăn chặn điều này xảy ra, ông Vượng yêu cầu cần phải đẩy mạnh phong trào thi đua có tên là dân vận khéo, hay còn được dư luận của Việt Nam gọi là phong trào mỹ dân. Ông Vượng thông báo, chỉ trong vòng hơn 10 năm qua, thì nhà cầm quyền đã tổ chức được hơn 900.000 mô hình, điển hình tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào mỹ dân ở cấp cầm quyền. Dù đã có một lực lượng hùng hậu chuyên làm công tác mỹ dân, nhưng ông Vượng vẫn lo lắng vì trình độ dân trí ngành càng cao, khoa học, kỹ thuật và các phương tiện truyền thông ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn. Điều này sẽ tác động lớn đến nhận thức của người dân và đến công tác mỹ dân của nhà cầm quyền. Và chính vì vậy, ông Vượng yêu cầu cấp dưới phải đổi mới hoạt động mỹ dân nhiều hơn. Kính thưa quý vị, Cộng sản Việt Nam chuẩn bị để tổ chức nhiều hội nghị cao cấp ASEAN. Đây là tin từ Hà Nội. Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam hiện nay đang tập trung cho việc tổ chức hội nghị cao cấp Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, còn được viết tắt là ASEAN, lần thứ 37, dự kiến sẽ diễn ra tại Hà Nội vào trung tuần tháng 11. Thứ trưởng Ngoại giao Cộng sản Việt Nam, ông Nguyễn Quốc Dũng, là trưởng đoàn viên chức cao cấp, còn được viết tắt là SOM, ASEAN của Việt Nam, nói rằng, trong vai trò là chủ tịch ASEAN năm 2020, thì Việt Nam sẵn sàng mọi phương án tổ chức hội nghị cao cấp ASEAN lần thứ 37 để đáp ứng tình hình thực tế và sẽ có tổng cộng là 11 hội nghị các cấp diễn ra trong 3 ngày từ ngày 13 tháng 11 cho đến ngày 15 tháng 11. Một trong những nội dung được đại diện các nước ASEAN đề cập đến là tái khẳng định quan điểm của ASEAN về vấn đề Biển Đông tại các hội nghị cao cấp ASEAN lần thứ 36 và hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 53. ASEAN chú trọng đến tầm quan trọng của việc duy trì và thúc đẩy hòa bình, an ninh, ổn định, an toàn và tự do hàng hải trên biển và trên không ở Biển Đông. Đồng thời, các quốc gia thành viên cam kết thực thi tuyên bố về ứng xử của các bên tại Biển Đông, DOC, cũng như là sẽ phối hợp cùng với Trung Cộng sớm hoàn tất đàm phán Bộ Quy tắc ứng xử tại Biển Đông, COC. Thực chất và hiệu quả, phù hợp với luật pháp của quốc tế, bao gồm Công ước Liên Hiệp Quốc về Biển UNCLOS 1982. Bộ Quốc phòng Cộng sản Việt Nam cũng đã khẳng định tổ chức các hội nghị quân sự quốc phòng còn lại trong năm giữ chức chủ tịch ASEAN năm 2020, bất chấp tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp. Trong số này, có hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN lần thứ 14, ADMM-14, và hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng ADMM+, là hai hội nghị được xem là quan trọng nhất dự kiến sẽ diễn ra vào trung tuần tháng 12, kính thưa quý vị. Và được biết rằng Hoa Kỳ và châu Âu kêu gọi Cộng sản Việt Nam trả tự do cho nhà hoạt động Phạm Đoan Trang, tin từ Hoa Thịnh Đốn. Kính thưa quý vị, BBC Vietnamese đưa tin cộng đồng quốc tế tiếp tục lên tiếng, đòi nhà cầm quyền Cộng sản của Việt Nam phải trả tự do cho nhà hoạt động Phạm Đoan Trang và xóa bỏ mọi cáo buộc chống lại cô ta. Vào ngày 9 tháng 10, thì Phụ tá Ngoại trưởng Hoa Kỳ về Dân chủ, Nhân quyền và Lao động Robert A. Destro đã đăng trên Twitter rằng Hoa Thịnh Đốn lên án vụ bắt giữ cây viết nhà hoạt động dân chủ và nhân quyền Phạm Đoan Trang và chúng tôi kêu gọi nhà nước Việt Nam ngay lập tức trả tự do cho cô ấy và xóa bỏ mọi tội danh. Kính thưa quý vị, trước đó một ngày, Tòa Đại sứ của Hoa Kỳ tại Việt Nam cũng đã kêu gọi Hà Nội phải phóng thích cô ngay lập tức và vô điều kiện. Trong khi đó, Ngoại trưởng Cộng hòa Czech Tomáš Petříček đã viết trên Twitter rằng ông ta lo ngại về vụ bắt giữ cô Phạm Đoan Trang, người được tổ chức nhân quyền People in Need
trao giải thưởng Homo Homini vào năm 2017 là một giải thưởng để nhằm tôn vinh những cá nhân có đóng góp xuất sắc cho việc thúc đẩy về vấn đề nhân quyền, dân chủ và giải pháp hòa bình cho các xung đột chính trị. Ông cũng đã yêu cầu nhà cầm quyền của Việt Nam phải trả tự do cho cô và tôn trọng các cam kết luật pháp quốc tế. Tiếp theo, Hiệp hội các nhà xuất bản quốc tế còn được viết tắt là IPA. Liên đoàn các nhà xuất bản châu Âu còn được viết tắt là FEP cũng đã lên tiếng về trường hợp của cô Trang. Tổ chức này viết thư gửi cho Quốc hội châu Âu và Ủy ban châu Âu đề nghị các chính trị gia can thiệp để cho cô sớm được trả tự do. FEP đã ghi nhận rằng Việt Nam đã ký thỏa thuận thương mại đối với Liên minh châu Âu và thỏa thuận này vẫn cần phải được các quốc hội của 27 quốc gia thành viên chuẩn thuận. Kính thưa quý vị, hiện nay thì lũ lụt đã giết chết 17 người ở miền Trung của Việt Nam. Hôm Chủ nhật vừa qua, thì truyền thông của nhà nước cho biết rằng ít nhất là 17 người đã bị thiệt mạng do lũ lụt ở các tỉnh miền Trung của Việt Nam trong tuần vừa qua, và có 13 người vẫn đang bị mất tích hiện nay. Không những vậy, đài truyền hình tại Việt Nam VTV đưa tin trong vài ngày tới thì khu vực miền Trung nên chuẩn bị cho một cơn bão khác có tên là Linfa, sẽ mang đến nhiều trận mưa hơn và gây lũ lụt nhiều hơn. Đoạn phim do VTV phát sóng cho thấy rằng các ngư dân đã được cứu bởi lực lượng tuần duyên và trực thăng khi gió mạnh ập vào bờ biển của miền Trung Việt Nam ở tỉnh Quảng Trị. Lũ lụt đã cắt nguồn cung cấp lương thực cho hàng ngàn người. Theo báo cáo của chính phủ thì có khoảng 31.000 người đã phải đi di tản và hơn 33.000 ngôi nhà bị ngập và bị hư hại do lũ lụt. Việt Nam rất dễ bị bão tàn phá và bị lũ lụt do có bờ biển dài. Thiên tai tại quốc gia này chủ yếu là lũ lụt và lở đất do bão gây ra và đã giết chết đi 132 người và làm cho 207 người khác bị thương ở Việt Nam vào năm ngoái, kính thưa quý vị. Và kính thưa quý vị, cựu thượng nghị sĩ Janet Nguyễn lên án ứng cử viên hội đồng thành phố Westminster và kêu gọi đảng Cộng Hòa hủy bỏ sự ủng hộ. Theo bản thông cáo báo chí ngày 11 tháng 10 từ văn phòng tranh cử của cựu thượng nghị sĩ Janet Nguyễn, bà Janet Nguyễn đã lên án ứng cử viên đó là Nam Quân Nguyễn, hội đồng thành phố Westminster, về những liên hệ của ông ta đối với chính quyền Cộng sản Việt Nam. Cựu thượng nghị sĩ Janet Nguyễn đã lên tiếng sau khi được biết rằng Nam Quân gần đây đã tham dự cuộc gặp gỡ riêng với Tổng lãnh sự của Việt Nam, ông Nguyễn Trác Toàn vào tháng 11. Cựu thượng nghị sĩ Janet Nguyễn nói, cộng đồng Việt Nam không chấp nhận bất cứ cá nhân nào ủng hộ hay có liên hệ nào đối với chính quyền Cộng sản Việt Nam và nhất là một ứng cử viên lãnh đạo chính trị. Bà không thể ngồi yên và cho phép một cá nhân ủng hộ một chính quyền đàn áp vi phạm nhân quyền mà lại có thể ứng cử vào một chức vụ lãnh đạo chính trị trong chính quyền của địa phương. Bà Janet Nguyễn tiếp tục kêu gọi đảng Cộng Hòa phải hủy bỏ sự ủng hộ cho ông Nam Quân. Và cuộc họp của ông Nam Quang Nguyễn với viên chức chính quyền Cộng sản Việt Nam bị tiết lộ khi các bức ảnh về cuộc họp được lan truyền ở trên phương tiện truyền thông báo chí vào ngày 9 tháng 11 năm 2019, kính thưa quý vị. Thưa quý vị, 6 người trong một gia đình ở Tây Ninh được nhận bồi thường oan sai sau 41 năm. Tin đến từ Tây Ninh, nhà cầm quyền Cộng sản tỉnh Tây Ninh mới trao tiền bồi thường cho một gia đình có 8 người bị kết án sai 40 năm trước đây trong vụ án cướp tài sản riêng của công dân. Truyền thông nhà nước Cộng sản Việt Nam đưa tin, Viện Kiểm sát tỉnh Tây Ninh đã trao số tiền 6 tỷ 346 triệu đồng cho gia đình vào ngày 12 tháng 10, là số tiền bồi thường cho 30 năm tù giam của 8 thành viên trong gia đình. Trong vụ án oan nói trên, thì 8 người trong gia đình bị bắt vào cuối tháng 7 năm 1979, gồm có ông Nguyễn Thành Nghị, bà Võ Thị Thương, anh Nguyễn Văn Dũng Lớn, ông Hồ Long Chánh, bà Nguyễn Thị Ngọc Lan, ông Nguyễn Văn Chiến, bà Nguyễn Thị Lan, ông Nguyễn Văn Dũng Nhỏ. Họ đều bị giam giữ 3 năm 9 tháng trước khi được trả tự do, nhưng vẫn chưa được minh oan công khai cho đến ngày 31 tháng 10 năm ngoái. Nhà cầm quyền tỉnh Tây Ninh tổ chức buổi xin lỗi họ trước công chúng. Tuy nhiên, chỉ còn 4 người còn sống để nhận tiền. Ông Hồ Long Chánh đã qua đời vào ngày 6 tháng 10. Ông Nguyễn Thành Nghị mất cách đây nhiều năm. Ông Dũng Lớn đã nhận tiền bồi thường trước, còn ông Dũng Nhỏ thì không đồng ý với mức bồi thường và vẫn đang chờ giải quyết.
do tình trạng tra tấn, ép cung và vi phạm tố tụng xảy ra phổ biến ở Việt Nam trong nhiều thập niên qua, cho nên tỷ lệ oan sai ở Việt Nam rất lớn. Tuy nhiên, số người được giải oan và được bồi thường vào những năm tháng bị tù đầy không nhiều. Trong khi đó, những kẻ gây ra oan trái cho họ làm trong lực lượng công an, kiểm sát và tòa án thì ít khi bị trừng phạt vì tội ác mà chúng phạm phải. 28 người chết do cơn bão số 6, miền Trung lại tiếp tục đón thêm bão số 7. Thưa quý vị, cơn bão số 6 đang diễn ra tại miền Trung vừa mới suy yếu thì trên biển Đông đã hình thành cơn bão số 7, chuẩn bị gây mưa to ở miền Bắc và miền Trung. Theo dữ kiện trên báo Vietnamnet, tính cho đến ngày 13 tháng 10, thì mưa lũ do cơn bão số 6 gây ra ở các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đã làm 28 người thiệt mạng, 12 người mất tích, 15 căn nhà bị sập đổ, 131.077 căn nhà bị ngập, số tài sản bị hư hỏng và gia súc, gia cầm bị thiệt hại vẫn chưa được thống kê. Hiện tại thì nước lũ ở các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế vẫn chưa kịp rút hết, thì một cơn bão khác chuẩn bị ập tới. Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, cho biết vào lúc 7 giờ sáng ngày hôm nay, 13 tháng 10, thì cơn bão số 7 đang cách đất liền của tỉnh Thanh Hóa đến tỉnh Hà Tĩnh 700 km về phía đông với sức gió mạnh cấp 9, giật cấp 11, tốc độ đi nhanh. Khoảng 36 đến 48 tiếng nữa sẽ ảnh hưởng đến đất liền các tỉnh Đồng bằng Bắc Bộ và các tỉnh Bắc Trung Bộ. Đối với các tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên Huế, vào đêm hôm nay 13 tháng 10, mưa to sẽ xảy ra, lũ trên sông vẫn nghiêm trọng. Trước tình trạng mưa bão gây nhiều mất mát, tang thương cho người dân miền Trung, các lãnh đạo Cộng sản vẫn đang bận vui vẻ tổ chức đại hội nhằm củng cố quyền lực cho giai cấp cai trị. Vì vậy, lãnh đạo một số địa phương phải làm đơn đề nghị nhà cầm quyền hỗ trợ khẩn cấp hàng dự trữ quốc gia cho địa phương. Ngoài ra, các tờ báo cũng lên tiếng kêu gọi người dân khắp nơi đóng góp tiền bạc, của cải để ủng hộ cho người dân miền Trung.